Viên nha các bạn. Này, một lần 4 viên. Đây. Rồi, một loại để lên đây. Tiếp theo. Đó là Enervon. Này. Này thì uống sáng với chiều thôi. Sáng với chiều, sáng một viên, chiều một viên. Tiếp theo loại thứ ba là Vigentin. Vigentin này cũng ngày uống hai lần, sáng một viên, chiều một viên đó các bạn. Đây ba loại. Loại thứ tư Medi-Econ Little. Đây nha các bạn. Đó. Này làm dịu ho. Đó. Đây nha các bạn. Rồi thứ tư. Xong mũi. Đây là viên xong. Ngày thì xong hai viên. Sáng một viên. 1 2 3 4 5. Đó. Ngày viên 2, xong hai viên, mỗi lần một viên. Các bạn, cái này để xe đây để không biết là uống nè. Gì đây? Bicacun nè. Đó. Cũng sáng một viên, chiều một viên. Có thể ăn no nha các bạn. Đẹp quá ha. Có viên màu xanh nữa, lật ngửa lên. Trời như iPhone trời. Này iPhone nè. Không nha các bạn. Xong. Rồi này là xong nó uống dễ bị. Còn cái này nè.
thuốc nha. Mình để gì để mình uống thuốc nè. Ra thì đối với mình là uống thuốc là chuyện đơn giản chứ không có khó gì hết, nhưng mà mình sợ lây cho mấy đứa nhỏ thôi các bạn. Và mình kết thúc clip đây nha. Giảm sốt khi mà mình bị sốt thì mình sẽ lấy thuốc này ra để uống. Có một chai dầu để hết đây các bạn. Thật ra là hôm nay là mình mua hôm qua mà biết là cũng linh cảm mua chứ mình đâu có biết được là mình bị đâu các bạn. Còn có bị viêm pin nữa, pin mình mua cho cha mình giờ để lên phòng mình rồi, thôi mình ráng mình ăn luôn. Rau nó canh ngon lắm các bạn. Mình ăn không hết, mình để đây. Rồi bây giờ mình sẽ ăn tán chén to nhựa xong mình bỏ luôn. Tại vì cái này mà rửa ráy nữa nó rất là nguy hiểm, lây lan vi khuẩn đó các bạn. Rồi mình kết thúc clip của đây nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem hết clip nha. Để hôm nay là ngày đầu tiên mình bị F0 này, thì mình sẽ quay cho các bạn xem thì bao nhiêu ngày mình sẽ hết F0 nha các bạn. Cảm ơn các bạn nhớ bấm like, bấm đăng ký kênh Hạnh Nha Bo nha. Cảm ơn tất cả.